Mẹ chào con. Mẹ chào bạn ông. Hôm nay con có khỏe không? Con có khỏe không? Hôm nay mẹ đọc cho con câu chuyện là Rốn của bé đâu rồi? Rốn của bạn ông đâu rồi? Rốn của bạn ông đâu rồi? À, con thích đọc chuyện à? Ừ, thì bây giờ mẹ sẽ hỏi con nhá. Bây giờ mẹ hỏi con nè. Đôi mắt của em bé ở đâu hả con? Đôi mắt của em bé đâu con? Đôi mắt em bé ở đâu nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ? Ở dưới. Ừ đúng rồi, con giỏi quá. Ở dưới mũ của em bé nhỉ? Đây, đôi mắt của em bé ở dưới mũ của em bé. Đôi mắt của bạn ong đây này. Đôi mắt của bạn ong đây này, đúng không con? Bây giờ mẹ hỏi con nhỉ? Thế cái mũi, à cái miệng xinh xinh của em bé đâu con? Cái miệng xinh xinh của em bé đâu? Cái miệng xinh xinh của em bé chỗ nào nhỉ? Con chỉ cho mẹ đi. Đúng rồi, cái miệng xinh xinh ở sau cái cốc đúng không con? Em bé đang uống nước này. Cái miệng xinh xinh của em bé ở sau cái cốc của em bé. Thế bây giờ cái rốn của em bé thì ở đâu hả con? Ừ đúng rồi, con giỏi đấy. Rốn của em bé thì ở sau áo em bé nhỉ? Không, của mẹ siêu chứ không biết. Rốn của em bé thì ở đâu? Ở sau áo, dưới áo của em bé đúng không con? Thế rốn bạn ong ở đâu? Đúng rồi, rốn của bạn ong ở chỗ này con nhỏ. Rốn của bạn ong ở đây này. Ong của mẹ giỏi quá. Ong của mẹ cố lên nào, mẹ hỏi con thêm mấy câu nữa nha. Thế bây giờ đôi chân của em bé ở đâu hả con? Đôi chân của em bé ở đâu hả con? Đôi chân em bé ở đâu nhỉ? Ở sau con nào gì nhỉ? Ở sau con gì hả con? Ở sau con gì hả con? Ở sau con gì nhỉ? Con gì kêu meo 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 meo. Ừ đúng rồi, ở sau con mèo. Đây là đôi chân của em bé. Đôi chân của em bé thì ở sau con mèo. Ông của mẹ siêu quá. Thế tay của em bé ở đâu rồi hả con? Con chỉ cho mẹ tay của em bé đi. Tay của em bé đang ở sau cái gì đây hả con? Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì hả con? Cái này gọi là... Tay của em bé ở đâu hả con? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Ừ đúng rồi, ở box xà phòng con nhỏ. Con không thích bò xà phòng nè. Ừ, con không thích bò xà phòng à? Con phải tắm thì mới có bò xà phòng chứ. Ừ, ở dưới đám bò xà phòng. Bởi vì là em bé đang ở trong buồng tắm con nhỏ. Đúng rồi, mình đi tắm mình cũng có bò xà phòng đúng không? Giỏi quá. Thế bây giờ mẹ hỏi con câu cuối nhá. Là đố con biết em bé ở trong chuyện đang trốn ở đâu rồi? Em bé trong chuyện đang trốn ở đâu? Ôi, thì con buồn nè. Con buồn vì em bé trốn à? Em bé ở trong chuyện ở sau tấm chăn đúng không con? Em bé này có giống con không? Em bé này giống hệt em ong của mẹ. Em bé này xinh giống hệt em ong của mẹ đúng không con nhở? Ừ, thế hôm nay ong của mẹ học giỏi quá. Hôm nay ong giỏi quá, mẹ yêu con.